Theo ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng ngày 5 tháng 6, mưa lớn kèm theo hàng nghìn cú sấm sét rội xuống đất. Tổng cộng trong buổi sáng ngày 5 tháng 6 có khoảng 7.025 lượt sấm sét rội xuống đất, cường độ xét từ 7 giờ 40 đến 8 giờ 50 là mạnh nhất. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, số liệu này là do mạng lưới máy móc quan trắc ghi nhận không phải tất cả hơn 7.000 cú xét dội xuống Hà Nội sáng nay đều có cường độ lớn mà là tất cả các cường độ khác nhau, thậm chí có những cú xét cường độ nhỏ, chỉ là những tia xét nhỏ nhưng do máy móc quan trắc vẫn ghi nhận. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, tình trạng thời tiết xấu và nguy hiểm ở miền Bắc còn xảy ra đến hết ngày mai mùng 6 tháng 6. Dự báo từ ngày mùng 7 tháng 6, miền Bắc không còn mưa rông lớn, chỉ còn mưa rào và rông cục bộ. Sáng ngày 5 tháng 6, khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tiếp nhận một bệnh nhân ở Thanh Trì, Hà Nội nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn do bị xét đánh. Người nhà cho biết người phụ nữ bị xét đánh trúng khi đang cắt rau tại ruộng. Gia đình sơ cứu ép tim tại chỗ đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu. Khi nhập viện, người bệnh tiếp tục được ép tim hô hấp nhân tạo trong 15 phút kết hợp dùng thuốc vận mạch. Sau nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, tuy nhiên vẫn trong tình trạng hôn mê sâu hiện người phụ nữ nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực phải thở máy tiên lượng xấu bệnh viện đa khoa nông nghiệp khuyến cáo xét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản mỗi năm việt nam ghi nhận hàng trăm trường hợp bị xét đánh thương vong tuy nhiên nhiều người vẫn chưa ý thức được đầy đủ về sự nguy hiểm của sấm xét và các biện pháp phòng tránh